Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Tiết mục hôm nay sẽ được trình chiếu bằng tiếng Trung Hoa với phụ đề tiếng Ả Rập, Âu Lạc, còn được biết là tiếng Việt, Hungary, Trung Hoa, Séc, Anh, Pháp, Đức, Hebrew, Hindi, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Đại Hàn, Malay, Mông Cổ, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Punjabi, Rumani, Nga, Tây Ban Nha và Thái. Xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến quý khán giả tươi vui. Tôi tên là Mỹ Anh, đến từ tỉnh Bắc Giang, ở quốc gia Âu Lạc đẹp xinh, còn được biết là Việt Nam. Tọa lạc tại Đông Nam Á, Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam, là quốc gia gồm 54 nhóm dân tộc cùng chung sống hài hòa. Quốc hiệu truyền thống của Âu Lạc có nghĩa là con rồng cháu tiên. Trải qua 4.000 năm, lịch sử văn hiến cùng hệ thống tín ngưỡng đa dạng, bao gồm đạo Cao Đài, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Hòa Hảo, Âu Lạc là một quốc gia với nền văn hóa và truyền thống phong phú, đặc sắc, sẵn sàng cho cả thế giới khám phá. Âu Lạc, Việt Nam còn vang danh với cảnh sắc diễm tuyệt từ những làng quê nên thơ, đa sắc màu, nép mình bên sườn đồi, đến những cánh đồng bậc thang mênh mông, non cao hùng vĩ và kỳ quan vịnh Hạ Long, điểm xuyết với những hòn đảo tuyệt đẹp, cùng vô vàn những bãi cát trắng ngần được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Người dân Âu Lạc, Việt Nam, thân thiện, hào phóng với niềm tin yêu cùng hy vọng mãnh liệt, sở hữu nụ cười thân thương, duyên dáng, họ nồng nhiệt chào đón tất cả những ai đến viếng thăm xứ sở Âu Lạc, Việt Nam diệu kỳ. Thật vô cùng hân hạnh được chia sẻ đôi nét chấm phá về quê hương thân yêu của chúng tôi với quý vị. Nguyện cầu thiên đàng ban ân cho quý vị và người thân với vô vàn tình thương và phước lành. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tiết mục tựa đề Vẻ đẹp nội tại quan trọng hơn. Trong hơn 3 thập niên, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã soi sáng thế giới bằng giáo lý thiêng liêng. Là một vị minh sư toàn giác, Ngài truyền đạt pháp môn Quán Âm cho những ai khao khát tức khắc tìm lại Thượng Đế tánh bên trong, hầu đạt được giải thoát vĩnh hằng trong kiếp này, khỏi vòng sinh tử luân hồi. Pháp môn Quán Âm đã được tu tập bởi tất cả các vị minh sư như Đức Phật, Chúa Giê-xu, nhà tiên tri Muhammad hòa bình đến với Ngài và đạo sư Nanak. Ngài đã nhấn mạnh, nếu chúng ta luôn tưởng nhớ Thượng Đế, phục vụ tha nhân một cách vô ngã và tuân theo luật vũ trụ, chúng ta sẽ đạt được tiềm năng tối thượng của con người và thật sự hiểu được mục đích của mình trên địa cầu này. Thanh Hải Vô Thượng Sư là một tấm gương sống phi thường về lòng từ bi. Ngài thường xuyên cứu trợ bằng hiện vật và tài chính, đồng thời gửi gắm tình thương cho những người tị nạn, vô gia cư, nạn nhân thiên tai và những người cần được trợ giúp khác. Vào năm 2006, Ngài đã nhận giải Gucci Hòa Bình, được xem như giải Nobel Hòa Bình ở phương Đông, và được vinh danh suốt nhiều năm với rất nhiều giải thưởng khác, cùng những lời gợi ca về hoạt động nhân đạo và thiện nguyện tuyệt vời của Ngài. Là tiếng nói chân thành cho các bạn thú xinh đẹp,
Ngài khuyến khích lối dinh dưỡng thuần thực vật hòa bình và bác ái và những viễn cảnh tươi sáng với sự thức tỉnh của nhân loại, về sự thiêng liêng của muôn loài, một thế giới thuần chay bình yên và huy hoàng, nơi các bạn thú và con người sống trong hạnh phúc hòa hợp. Những sáng kiến của Ngài nhằm phổ biến xu hướng thuần chay rất đa dạng, bao gồm phân phát tờ rơi lối sống mới, chuỗi nhà hàng thuần chay quốc tế lớp Vinh Hút, truyền hình vô thượng sư, cũng như trao đổi thường xuyên với quan chức chính phủ có tầm ảnh hưởng và nhà lãnh đạo giới truyền thông, cũng như tham gia các buổi hội thảo truyền hình về nhận thức của chúng ta đối với biến đổi khí hậu. Những nỗ lực của Ngài đã mang lại ảnh hưởng to lớn tới nhận thức toàn cầu về lối sống thân thiện với các bạn thú và làm sao lối sống từ ái này có thể mang đến hòa bình, trường tồn giữa các quốc gia, đồng thời cứu địa cầu khỏi nạn biến đổi khí hậu. Qua nhiều năm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã du hành khắp thế giới, từ châu Mỹ đến châu Phi, từ châu Âu đến châu Đại Dương, và đã tổ chức hàng trăm buổi thuyết giảng trước công chúng cùng các đệ tử về nhiều chủ đề tâm linh. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Vẻ đẹp nội tại quan trọng hơn trên giữa thầy và trò, giảng bằng tiếng Trung Hoa vào ngày 8 tháng 10 năm 2017 tại Tây Hồ, Đài Loan, còn được biết là Formosa. Hello. 大家好. 你好，小孩子，谁叫你的啊？哎，OK，不错。你怎么了？啊？脊椎太高。车祸哈？哎呀，不是，平常，还好吗？ 都在进步中，师父的家，感恩。祝你快那个舒服。<笑>大家好吗？后面看不到哈，我走一走，好吧？ 谢谢谢谢，老了，美老了，大家好吗？会不会太辛苦啊？不会，太热吧？不会，好像都练习好了，大家就同时说不会，好，<笑>哇，就那边看不到哈，有电视吗？我们地方也蛮漂亮嘛哈，哎，蛮漂亮，嗯，蛮凉哈，蛮凉。 哎，开电风扇，有电风扇就开 ，OK， 哎，只能这样了 ，OK， 冷气，你们喜欢不喜欢冷气啊 ？Yes or no？Yes， 没有，哈哈，喜欢也没有，爱你，大陆来哈 ，OK， I love you too，love you，love you。 太远了，看不到了，住那么远啊！我本来很喜欢买那个新的快递给你们了，哎，然后不要拍手，还没有讲完，<笑>拍手都失望了。后来他们看到我们喜欢，就增加两杯啊！我没钱了，<笑>就不买了，<笑>对不起。那地方比较好，比较有房子。 不过没关系了，我们不会死的，会不会？啊，不会哈，呀，还好嘛哈，自然吧，啊，自然好了，家里已经很多水泥了，什么呀，石头了，来这边又有水泥石头的话，那何必嘛哈，有就 OK， 没有 OK 哈，都看到哈 ，OK 了，呀，我就走这里了，嗯。
谢谢大家来，拥护，有没有拥护心才来？有吗？有。我们同一体才来，同样的理想，看一样的方向，在一起，是吗？在家一起，跟家庭一样。如果不一起同一体的话，不一样的眼睛看不一样的方向的话，就不用来啊，浪费你时间，对不对？Yes or no？哟，你们男孩子讲话怎么小声音，我听不到。每次问很久才讲很大声，男孩子要雄伟一点呐， 勇敢一点。在家里讲话小声习惯了是吗？都是太太讲大声是吗？我知道了，我们要改 ，OK？ 太太是蛮聪明。也许啦，能干的没错啦，不过我们男孩子是家长的，知道吗？没有男孩子怎么有女孩子嘛，是吗？没有男孩子女孩子干什么？是吗？都当你哭吗？I love you. 我很爱你。师父尊贵为，北海尊贵为。Come on. 滚熬的。Come on. Yeah, good. 空回来了之后嘛送来给贵为的。Come on.滚熬的就把师傅的。太压了我很快的把本滚熬的就那不来了 ,OK? 他们说师傅很漂亮。越南话啦。然后我就说不是啦，是衣服漂亮。因为我说因为老了嘛就不漂亮了，所以穿一点漂亮的衣服弥补一下。今天有穿装饰品了。第二集那个你们有没有拿到了？有没有看到了？不是这里了，他们有没有出版了？有了哈。有没有人拿到了？举手看看。只有一个哇，两个哦，对不起啊，三四五个了大概了。这些是艺术品的 OK， 不是能够一两天就做完了，了解吗？OK， 做了很久，然后你们哈装这种很稀有的天饰品的要小心啊，不是睡觉也装，洗澡也装，洗菜也装，洗那个碗筷也装啊，了解吗 ？OK， 每一样东西要不同的对待的那个方式 ，OK 哈，像小孩的话，我们就要多照顾，多温柔了，就不能跟。大人一样那么比较粗糙的对待，知道了 ，OK？ 因为你们如果太对那些电视屏很苗条嘛，很细小了，我偶尔才有灵感呐、设计几套，然后他们很久很久才能够弄一套出来，了解了哈，所以要珍惜一点，如果。没有的话没关系了如果觉得自己不能照顾的话，装假的假的这个时代啊，弄跟真的一样嘛，有没有就看起来是蛮漂亮，也不一定买这些比较稀有的，像师傅设计那类，知道了 OK 哈好，然后你们要买就买，不要没关系，你们自然就漂亮了，不要压力先生不要叫他买给你了解吗 OK 不用。我们自己漂亮知道了，就是如果有就装嘛，懂不懂不一定为了这个装饰品啊，为了这个电视才漂亮平常好久了师傅也没装什么，你们会不会觉得我不漂亮会不会 No 对啦，所以一样嘛 OK， 爱有就有，没有就没有爱装就装，不装没关系 OK， 我们自己那边漂亮才要紧那边漂亮才要紧如果那边照顾好的话，我们外表看起来不怎么样，人家还是很喜欢的，跟着跑
是吗？哎，赶不走的。然后如果我们里面没照顾好的话，就外面看起来好像有一个形状了，标准了，也可以量得清楚，这边多少公分，那边多少公分这样子。不过看一会就腻了，啊，是吗？释迦牟尼佛在世的时候，到他很老很老啊，也徒弟来的也是跟看一次看他看不腻的，很多名师都这样啊，他们也不会什么打扮漂亮穿什么衣服的，就我是不一样了，我这个是比较那个了，我不是这种名师，OK 啊，我还要赚钱啊啊，穿这些就算广告的。听懂吗？哎，我要当设计人，然后要当模特嘛，了解吗？哎呀，所以就很多样的东西了，是比较忙了。不过对世界好处，就忙也甘心啊，总比忙那些乱七八糟伤害别人好，是吗 ？OK， 好好。对了，今天就这样比较好了。是吗 It's better, yeah? Yeah, you can see me more, right? Could you like to see me or not? Yes or no? Yes, of course. 这样比较平衡，是吗？以风水来讲是风调雨顺的OK 的。啊，我本来想从上面的停车下来，结果我这个司机啊，他太好心了，他怕师傅太远了走不动。他看我比较老了嘛，他也很老了呢，这算什么？啊，大概比我几年晚一点生出来而已，算什么？我比他还要漂亮呢，哎，还要看起来年轻呢，还比较漂亮。这个是我们自己家人互相争的，互相争那个美容的位置啊，开玩笑而已啦。他是好的人。OK， 好的人的话都是很美的，嗯，不管穿不穿衣服，年不年轻啊，大家高兴快乐在这里吗 ？OK 吗 ？It's good. OK， 我很高兴看到你们来那种那么偏僻的地方，没什么设备，讲过了，我也是心很疼的，要也省一点钱，要想买地给你们买，有房子啊，有山有水啊，我认为可以买比较好一点地方给大家做了，啊，万一下雨的时候可以多了。结果加减变两倍，哎呦！我说算了，不要了，我用那个钱做别的事情了。钱都各地都跑，我们没有放在口袋里面，我也不知道我钱都跑哪里去了。就知道了，就是知道大概而已。比方说，今天叫他们送哪一国多少啊？明天有灾难，有钱的话就多送哪一国多少，这样就知道大概而已啊，没有算那么清楚了。你们做生意也要付税清清楚，我讲好几次了哈。哎，政府用那些钱呐、啊，懂不懂？帮助那个贫穷的人呐、啊、，OK， 然后盖路啊。修路啊，修那些 bridge， 哎呀，然后盖学校啊，什么盖医院啊，啊，这给不同的那个帮助的地方 ，OK， 嗯，我们自己本分，我们自己还是照样做的，了解吗？哎，不然的话，国家更不和平啊。当然，做政府的话。那个责任是要负啊，啊，要清廉，要好好招待人民，这样子国家当然和平的，没有人会造反，没有人不满。人民不满的话，政府也做不稳哦，啊，早晚的事情，他会把你们煮掉。正啊，服嘛，啊，应该很正确的。服务，嗯，在这政府，不然我们就要学府呢，啊，能不能这样叫啊 ？OK， 我们台湾人是好客出名的嘛，啊，以我那个观察的来讲，你们是很好客了。昨天我还有
跟他们说，你们如果代表台湾的时候要说好客的台湾，懂不懂？他们有没有说？昨天新闻有没有讲？很多国家都有他的那个风格嘛，有没有？哎，所以我选台湾就是好客的，国外人来很多嘛，对不起了。那你们应该坐后面，因为你们几十年了，看师傅好几次了，了解吗？哎，哎呀，然后我常是住这里，以前住这里很久嘛，以后也许也住这里很久了啊。我说也许啦，我没有说确认是这样，别高兴那么早啊，看你们自己风度啊，福报啊。OK， yeah， 那么啊，这个师傅一个人也不能确定了 啊， 看大家听懂吗？哎，看大家那个福报啦，诚心啦啊，好客是对了，不过诚心修行是不一样，不一样，会带来国家很多福报，会带国家兴荣，懂不懂？哎，带来家庭啊。和平快乐健康，哎，所以我们修行观音法门就是最孝顺最忠君最爱国的，你们知道很清楚呀，有没有知道？哎呀，这样才算男孩子，连我当然女孩子我还打讲话很大声呢，哎，我嫌他们麦克风不够大，我就弄最大的，我自己也要听到的，懂吗？因为我怕后面的人听不到嘛。如果麦克风太小声的话，我那个自然反应啊，会讲会用力讲话，了解吗？用力然后就不舒服了啊，不舒服，不和平的那种口气。OK， 所以那个每一样东西我们做的话要做到底。OK， 百分的，因为一个。影响一个 ，OK， 每个人呢啊，小弟也要小得好，好像最后的一个工作 ，OK， 然后煮饭也要专心在那边煮的，要念那个圣号，给大家吃的高兴快乐，消化的简单 ，OK。我现在要吃那个焦米了。跟那个芝麻粉最简单的，就不用靠谁，不用你们再煮饭给我吃了，本来都没有人煮的了，不过偶尔啦，近几天下来，你们弄便当给我了，从今天也不要了 ，OK？ 大家要尽量整修自己的那边 ，OK？ 呀、不要说是一天到晚喊师傅漂亮，师傅漂亮，我要喊你们漂亮的。OK， 你们那么多人，如果每个人很漂亮多好呢，哎，师傅以前也不算什么漂亮，如果现在你们觉得我漂亮的话，也是因为修行的，已经很老了，哎，如果不修行就不会那么看起来没那么顺眼了， OK， 那你们如果修行好也会的啊，好吗？ OK， 师父是一个榜样而已，哈，榜样。我如果没徒弟的话，没有那么操劳工作的话，我一定会漂亮的了。所以，如果你们认为师父现在漂亮，就不算了，不算什么。我能更漂亮了。不过，更漂亮、更年轻的会的。如果一个人修行的话，不爱管闲事。不爱管世界的就会更漂亮更年轻的，所以你们如果不行的话，太哎呀太可惜太丢脸了吧啊！你们如果不漂亮太丢脸了啊！如果不英俊好看太丢脸了，听懂吗？因为你们不用管什么世界，你们没有什么徒弟啊，一天到晚流了那句要看师父，要看妈妈，要看的啊！你们没有人拉拢，没有人进入你们的那个安静的生活，你们没有很多责任嘛，是不是？就每天照顾家庭，哇，这个是很好的。
因为我有一阵死了，不看徒弟了，我躲在山上里面，然后每天管自己的，打坐、煮饭，然后跟狗的那个照顾狗，然后就是过日子这样，好舒服，真的舍不得走了。也许就这样子，我喜欢那边，因为那个时候大概无忧无虑了，小一点了，没有直接了，也是你们内在也没办法。 放下，不过最少外面不要吵，然后没有看到人，因为回来这边我设计一个露天的那个厨房啊，看起来类似的，不怎么样喜欢，没有想煮饭，吃饭也吃不下，大概气氛的关系啊。所以你们比方说当家庭主妇哈。 有几只小孩啊，一只狗，两只狗，真的很舒服啊，那种生活真的很快乐，我很羡慕你们啊。嗯，那有那么多时间的话，多打坐 ，OK 呀，尽量简单化生活，为了多一点时间打坐啊，然后谁都会漂亮了。不过我看你们好几个也是很漂亮的啊。 年纪大了，不过还是看起来跟我看以前10年一模一样的，也是恭喜了，恭喜啊！男孩子也是这样子，有一些好久没看到，哎，现在看还是跟以前一样啊，<笑>10年以前、20年以前都一样啊，也是蛮舒服的，嗯，OK 啦，嗯，那边漂亮重要哈，不过会冒出来外面的，会冒出来。 什么在里面都会冒到外面来的啊 ？OK， 一点点啊，多少都会。那个好了，你们呢？听好了，没事了，我就下来看一眼而已。嗯，多少越南人举手看看？啊，哇哦，难怪台湾人坐不了前面了啊！Oh my God， 都是你们越南人啊！ 哎呀，那些同志们啊，很爱台湾啊，因为台湾很爱科嘛，好科嘛，所以他们来这边很舒服啊，就一次来，来以后就跑回去，一回就再回来，什么意思啊？要在越南保护国家？哼，恰恰。 以后如果越南允许的话，台湾我们自己会跑过来站到我们那边，<笑>不是我安排的呢 ，OK？ 没有师傅没安排，所以我也不知道越南人住哪里，所以刚才才问越南人在哪里举手，他妈我都不知道，都是你们自己人安排的 ，OK？ 别怪我，我很无辜的、无罪、无助的一个姥姥的。 那你们会不会生气越南人啊？不会。那怎么呢？欢迎哈，讲大声一点，我听着有一两个。<笑>好啊，好啊，最少那些航空公司一定很欢迎吧？啊，对了，还有那个买菜啊、买家食物那些店哈，一定很欢迎你们的啊。 Mấy cái người mà bán đồ ăn với mấy cái tiệm hàng không á, rất là hoan nghênh quý vị lại. À, đi đâu họ cũng hoan nghênh hết. <笑>不过我是想念你们那些笑容啊，在前面的时候，嗯，那在后面也要一模一样嘛，啊？<笑>大概在后面我听不到吧，哈、啊？ 是不是？哎呀，那笑大一点，像就刚才讲话那个，我就听到了。不是说好，我是说要笑起来的，哈哈哈那种。OK 了 ，OK OK，OK 了。别过多做了。<笑> 你这可笑了，OK， 啊，大概太远了，听不到哈，啊，
那特男孩子就这边比较近，也听不到呢，奇怪。在家里乖乖习惯哈，嗯，要笑也要问太太的允许不允许，是吧？啊，是不是？啊，谁叫你们结婚了？没有人叫你们结婚。然后就跟我抱怨太太怎样怎样，我能怎么样啊？你太太对你怎么样？我能怎么样啊？那明天照样还在家里，我不在啊。好，那就随便呢，处理你们，我怎么能够做什么啊？而且都是你们的错嘛，啊？当家长的话，也要有一点，啊，风度啊，是吗？有一点男孩子的那个什么威仪，对了对了，是吗？哎，我是一个很文雅的人啊，啊。平常，谢谢。平常就是写诗啊，啊，言论啊，怎么这种人怎么会凶嘛？听懂吗？哎呀，写诗啊，写音乐啊，唱歌那些人不会凶的，本来不会的，都是你们害我的，啊，是啊，啊，害我现在连先生也没有，就太好多孩子要养而已，都是你们害的啊。哎呀，啊，多谢了。既然这样，一直生小孩，小孩越来越多，啊，养不完了，啊 ，OK， 你们自己照顾自己 ，OK。长大的小孩照顾还没有长大的小孩，啊，啊，让师傅轻松一点，啊，不要那么每周连长啊，啊 ，OK， 那你进周周了，嗯。就不漂亮了，哦。OK， 你们去吃饭啊，吃饭。嗯，我多看一些越南人跟大陆人 ，OK？ 嗯。I don't have， 我没有一个特别的地方招待大家，跟比方说这边没有房子嘛，啊 ，OK。那我们在这边招待可以吗？嗯 ，OK。Quý khán giả đáng kính, cảm ơn quý vị đã cùng xem tiết mục Vẻ đẹp nội tại quan trọng hơn hôm nay trên giữa thầy và trò. Cầu chúc linh hồn quý vị tỏa sáng rực rỡ trong sự đồng điệu với âm nhạc thiên đàng huy hoàng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập www.suprememastertv.com/bmd.